Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái chủ đề mang tính chất bổ trợ, đó là bất tương hợp nhóm máu mẹ con. Đây là video bổ trợ cho hai cái video chính trong series video mình đã làm. Cái thứ nhất đó là rhesus âm trong chuỗi video về sản khoa. Cái thứ hai là vàng da do tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ em. Đối với nội dung chính của video ngày hôm nay sẽ có hai vấn đề. Một đó là đặc điểm của tế bào hồng cầu, và cái thứ hai đó là cách phân chia hệ thống nhóm máu chính trong cơ thể của mình. Về tổng quan thì mình thấy đây là ống máu nè, đây là phần máu toàn phần, tức là khi mình rút ra trực tiếp từ bệnh nhân á, thu vào trong cái ống, sau đó đem quay ly tâm ống máu này, thì chúng ta sẽ thu được các cái thành phần như sau. Đó là cái phần vàng bên trên nè, đó chính là phần huyết tương hay là plasma, chiếm 55%. Còn cái phần ở giữa này, như đóng vai trò là cái lớp đệm á, thì có bạch cầu và tiểu cầu, chiếm tỷ lệ dưới 1%. Và phần tế bào máu lắng động ở bên dưới đáy này có màu đỏ, đó là hồng cầu, chiếm tỷ lệ là khoảng 45%. Về tổng quan liên quan đến phần nhóm máu thì nó là các cái kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu. Tuy nhiên, để hiểu về cái cơ chế gây vàng da do các cái hồng cầu này bỏ ra thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về cái đặc điểm của hồng cầu. Hồng cầu hay là red blood cell hay là tế bào máu đỏ. Về trước khi mà nói chi tiết về hồng cầu thì chúng ta sẽ quan sát cái vòng, cái đường đi của hồng cầu. Nó được sản sinh ra từ tủy xương nè. Erythropoiesis là quá trình tạo máu hay là sản xuất hồng cầu từ bên trong tủy xương. Sau đó nó đi vào bên trong tuần hoàn. Thì ở đây mình thấy một cái sơ đồ khá là quen thuộc, đây chính là vòng tuần hoàn của cơ thể. Thì ở đây mình có thể bắt từ bất kỳ vị trí nào, ví dụ như là bắt từ phổi. Thì ở đây mình thấy là máu từ phổi nè, đây đi vào trong phần tĩnh mạch phổi, đây là máu giàu oxy. Nó sẽ mang cái hồng cầu giàu oxy này đi đến tim nè, đi đến tim, sau đó từ tâm nhĩ trái đổ xuống tâm thất trái nè. Từ tâm thất trái thì máu nó sẽ tống vào cung động mạch chủ. Đây, cung động mạch chủ sẽ đưa máu vào cái phần động mạch, đến cái phần tiểu động mạch, đi đến các cái mô, cung cấp oxy cho mô. Thì oxy nó sẽ từ máu đi vào trong mô. Còn CO2 từ mô sẽ đi ngược lại trở lại vào trong máu. Tại mô thì nó sẽ có quá trình cellular respiration hay là hô hấp tế bào á, nó dùng oxy và nó thải ra CO2. Dòng máu từ mô đi ra thì đây là máu nghèo oxy nè. Máu nghèo oxy sẽ theo các cái tiểu tĩnh mạch đi đổ vào trong phần tĩnh mạch. Tĩnh mạch sẽ đổ vào tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới, đổ vào tâm nhĩ phải nè, đổ xuống tâm thất phải, sau đó tống về phần động mạch phổi, đây trả máu về phổi. Máu nghèo oxy về phổi á thì khí nó sẽ khuếch tán theo chiều gradient nồng độ của khí. CO2 sẽ khuếch tán từ trong máu vào trong phế nang nè, oxy sẽ từ phế nang vào trong máu. Đó, như vậy thì cái dòng máu quay ngược trở lại lại là máu giàu oxy. Ở đây mình sẽ thấy hai cái vị trí phân biệt, đây mình thấy hai màu khác nhau nè. Phần động mạch phổi và phần tĩnh mạch, đây là máu nghèo oxy hay là deoxygenase blood. Còn phần tĩnh mạch phổi và động mạch chủ liên quan đến các phần động mạch thì đó là máu nghèo oxy hay là oxygenase blood. Đó là tổng quan về cái con đường đi của hồng cầu. Nhiệm vụ của hồng cầu là để vận chuyển oxy, và đặc điểm của hồng cầu là nhỏ nè, có hình đĩa lõm hai mặt, về đường kính là 7,5 micromet. Còn cái bề dày của nó là khoảng 2,5 micromet. Nó không có nhân. Thật ra thì không có nhân, nó không có ba cái bào quang rất là quan trọng. Một đó là không có nhân, thứ hai là không có ti thể, và cái thứ ba là không có endoplasmic reticulum. Chính vì là nó không có nhân là cái thứ nhất rồi, không có ti thể là cái thứ hai. Và khi nó không có ti thể như vậy á, thì nó sẽ không thể thực hiện cái quá trình hô hấp hiếu khí giống như các tế bào khác. Đó là một đặc điểm rất là quan trọng của hồng cầu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hồng cầu nó sử dụng năng lượng từ đâu? Trong khi nó vận chuyển rất nhiều oxy, nhưng mà nó không có cái nhà máy sản xuất năng lượng cần sử dụng oxy. Vậy thì hồng cầu nó sẽ sử dụng năng lượng từ nguồn năng lượng nào? Rồi, cái đặc điểm cuối cùng của hồng cầu đó là nó chứa rất là nhiều hemoglobin. Cái lý do mà nó không chứa các bào quang khác là để nó dành cái không gian đó để nó chứa hemoglobin. Và một hồng cầu á, thì nó có thể chứa 250 triệu hemoglobin. Mà mỗi hemoglobin á, thì gắn với 4 oxy. Như vậy thì một hồng cầu nó chứa tối đa là 1 tỷ phân tử oxy.
Ở đây mình bung rộng cái hồng cầu ra ha, thì mình sẽ thấy có rất nhiều cấu trúc hemoglobin trong đó, chứa khoảng 250 triệu hemoglobin. Hemoglobin thì nó gồm có hai phần, đây là phần hem và phần globin. Phóng to lên một xíu, tức là mình sẽ lấy một chuỗi mình phóng to lên thì mình thấy là hemoglobin ở một người trưởng thành là hemoglobin A. Hemoglobin A là gồm có hai chuỗi alpha này. Đây, hai chuỗi alpha globin và hai chuỗi beta globin. Mỗi chuỗi globin á, thì nó có chứa một cái nhân hem, và một nhân hem thì gắn với một oxy. Như vậy thì một hemoglobin sẽ gắn với bốn phân tử oxy, và một hồng cầu thì chứa 250 triệu hemoglobin nhân 4 lên thì sẽ ra khoảng 1 tỷ phân tử oxy. Đó là tổng quan về hồng cầu. Ở đây mình sẽ thấy một cái sơ đồ mô tả chu kỳ sống của hồng cầu. Đây là một sơ đồ khá là phức tạp và mình đã cố gắng phát thảo lại. Thực ra sơ đồ này các bạn có thể tìm thấy trên cái Google hình ảnh nè. Ở đây là mình thấy xuất phát điểm của nó là khi giảm giảm oxy máu. Khi giảm oxy máu thì nó sẽ kích thích thận sản xuất ra erythropoietin. Khi mà sản xuất cái erythropoietin này á, thì nó đưa erythropoietin vào trong tuần hoàn, làm tăng nồng độ erythropoietin trong máu. Và cái erythropoietin á và các cái chất nguyên liệu thô á, nó sẽ kích thích cái phần tủy xương này. Tủy xương nó sẽ giúp tạo máu. Như vậy thì tại tủy xương tạo ra các cái hồng cầu mới đi vào trong máu với đời sống là 120 ngày. Sau 120 ngày, tức là tính tới bước thứ năm, hồng cầu nó già thì nó sẽ bị các cái đại thực bào tại gan, tại lách, nó sẽ phá hủy cái hồng cầu này. Phá hủy hồng cầu già hay là chu trình phân hủy hemoglobin, tạo ra nhân hem và chuỗi globin. Cái chuỗi globin đó, đây là một cái protein thì nó sẽ bị breakdown thành các cái amino acid đi vào trong tuần hoàn. Còn phần nhân hem đó thì có hai phần, một phần đó là sắt, một phần đó là chuyển hóa thành bilirubin. Một phần thành sắt thì sắt này có thể dự trữ với hai dạng, một là ferritin, hai là hemosiderin. Còn cái bilirubin thì nó chuyển hóa tại gan này. Bilirubin thì có thể tạo ra cái dịch mật. Bilirubin thì đi từ máu đi vào trong gan, và tại gan á thì bilirubin nó sẽ được tiết vào ruột non. Tiết vào ruột non từ túi mật nè, sau đó nó chuyển hóa các bilirubin này thành stecobilin, sau đó là thải ra trong phân. Thật ra thì chu trình bilirubin mình sẽ đề cập cụ thể hơn trong bài vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ em. Hoặc là các bạn có thể truy cập lại cái video về sinh lý tiêu hóa liên quan đến chuyển hóa bilirubin để hiểu hiểu rõ hơn về cái vòng chuyển hóa của bilirubin tại ruột non như thế nào. Còn sắt á, sau khi mình đã dự trữ thì ở đây mình thấy là có cái vật liệu thô để sản xuất hồng cầu. Thì sắt dự trữ dạng ferritin nè, hemosiderin. Nhưng mà nếu sắt muốn tham gia, tức là muốn đi vào trong huyết tương để tham gia quá trình tạo máu, thì nó cần phải gắn với một cái protein vận chuyển nó là transferrin và giải phóng khi cần thiết. Ở đây là thấy cái đường tiêu hóa nè. Thì đường tiêu hóa có thể hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn bao gồm các amino acid, sắt B12, axit folic để hấp thu vào ruột non tham gia vào quá trình tạo máu. Đó là cái chu kỳ sống của hồng cầu. Rồi hồng cầu lại tiếp tục cái vòng lặp như vậy. Mình có một cái sơ đồ để tóm tắt về quá trình phân giải hemoglobin. Thì ở đây mình thấy là đây là hồng cầu già này. Hồng cầu già thì nó sẽ bị các cái đại thực bào làm breakdown cái hemoglobin, tạo ra sắt tự do và bilirubin. Bilirubin thì sẽ tham gia vào cái chu trình chuyển hóa của bilirubin. Còn phần sắt á, sắt thì ở đây có nhiều dạng nè, nó có thể dự trữ trong mô với các dạng là ferritin nè, hemosiderin, hoặc là sắt này gắn vào nhân hem để tạo hồng cầu, tái tạo hồng cầu. Sắt này cũng có thể là từ enzyme sinh ra, đây là cái sắt tự do. Và sắt tự do từ trong mô nó có thể linh động, tức là dịch chuyển hai chiều nè. Tức là ở đây mình thấy là có hai dạng tồn tại của sắt. Một đó là sắt liên kết. Sắt liên kết dự trữ trong mô thì có thể liên kết với ferritin nè, cái dạng hemosiderin.
Còn sắt tự do trong huyết thanh thì nó sẽ gắn với transferrin ở trong huyết tương nè. Như vậy thì cơ thể của mình á, nó có thể có hai luồng, tức là một luồng hấp thu sắt 2 cộng từ ruột non nè, rồi một luồng bài tiết. Bài tiết thì có thể là bài tiết qua phân. Sắt bài tiết hàng ngày là 0,6 mg. Đối với trường hợp là phụ nữ á, thì họ sẽ có cái chu kỳ kinh nguyệt là bài tiết khoảng 0,7 mg sắt hàng ngày, trong các cái ngày tế kỳ hay là các cái ngày hành kinh. Đó là liên quan đến đặc điểm của red blood cell. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần trọng tâm hơn, đó là liên quan đến nhóm máu. Thì có rất là nhiều cái hệ thống nhóm máu phân theo kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu. Tuy nhiên ở đây mình đề cập đến hai cái hệ thống nhóm máu chính mà thường gặp. Một đó là hệ thống nhóm máu ABO và thứ hai đó là rhesus. Về ABO á, thì mình nắm hai cái đặc điểm chính. Một đó là tuân theo nguyên tắc là A và B đồng trội và A và B đều trội hoàn toàn so với O. Và cái di truyền nhóm máu này theo quy luật di truyền của Mendel. Những người nhóm máu A thì mình sẽ xác định cái kiểu gen. Nhóm máu A thì có thể có kiểu gen là IA lớn hoặc là IA lớn IO. Nhóm máu A thì sẽ có kháng nguyên A lớn nhưng mà kháng thể là kháng B. Còn nhóm máu B á, là có kháng nguyên B lớn, kháng thể kháng A. Nó sẽ ngược lại so với nhóm máu A. Và kiểu gen của nhóm máu B là IB lớn và hoặc là IB lớn O. Nhóm máu AB, nhóm máu nào thì sẽ có kháng nguyên đó và có kháng thể chống lại cái thằng còn lại. Ví dụ nhóm máu AB thì nó sẽ có kháng nguyên A, kháng nguyên B. Mà khi đã có kháng nguyên đó rồi thì nó buộc không thể tồn tại cái kháng thể kháng A. Ví dụ như có kháng nguyên A thì không thể có kháng thể kháng A. Bởi vì kháng nguyên, kháng thể mà cùng tồn tại thì nó sẽ kết cụm lại với nhau và gây tán huyết. Về kiểu gen của nhóm máu AB đó là IA lớn, IB lớn. Còn nhóm máu O á, nhóm máu O là trường hợp không có kháng nguyên, không có kháng nguyên A, không có kháng nguyên B. Như vậy thì nó tồn tại cả hai kháng thể là kháng thể kháng A và kháng thể kháng B. Kiểu gen của nhóm máu O là IO, IO. Vậy ví dụ trong một trường hợp là người bố á, thì nhóm máu A, người mẹ thì nhóm máu B, nhưng mà sinh con ra nhóm máu O, có những cái khả năng nào? Thì khả năng đó là bố là IA lớn IO, mẹ là IB lớn IO. À, đây là mẹ nhóm máu A, bố nhóm máu B sinh ra con nhóm máu O nè. Mẹ là IA lớn IO, còn bố là IB lớn IO. Thì khả năng kết hợp hai cái IO này kết hợp lại với nhau sinh ra xác suất là 25% đứa con có thể có nhóm máu O. Vậy trong trường hợp này có xuất hiện cái tình trạng tán huyết hay không? Câu trả lời vẫn là có ha. Ví dụ, một cái ví dụ điển hình đi. Ở đây là vì một lý do nào đó trong quá trình mang thai, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ ba, khả năng là có sự tiếp xúc của máu mẹ với máu con. Ví dụ trong trường hợp người mẹ máu O, nhưng mà đứa con á, có thể có nhóm máu A hoặc là nhóm máu B. Vậy thì ở đây mình lấy ví dụ là con có nhóm máu A chẳng hạn, mẹ có nhóm máu O, nghĩa là trong cơ thể người mẹ sẽ có xuất hiện kháng thể kháng A và kháng thể kháng B. Vậy thì khi mà và những cái kháng thể kháng A và kháng thể kháng B này tồn tại dạng immunoglobulin G. IgG là một cái protein có trọng lượng phân tử nhỏ, nó có thể đi qua nhau thai, đi qua bánh nhau để đi qua phần tuần hoàn của con. Và khi nó đi qua như vậy, con nhóm máu A là con có tồn tại kháng nguyên A. Kháng nguyên A mà kết hợp với kháng thể kháng A. Đây là sự kết hợp của kháng nguyên và kháng thể gây ra kết cụm lại và xuất hiện cái hiện tượng tán huyết. Tán huyết này có thể gây ra biểu hiện vàng da ở trẻ sơ sinh. Về cái hệ thống nhóm máu thứ hai cũng có ý nghĩa trong vàng da tăng bilirubin gián tiếp, đó là nhóm máu rhesus hay là Rh. Mình nhớ quy ước D lớn là dương, trội hoàn toàn so với D nhỏ là âm. Nó giống như là ngày xưa mình học sinh học, A lớn là hoa đỏ, A nhỏ là hoa trắng vậy đó. Vậy thì hai cái kiểu gen D lớn với lại D lớn, D nhỏ, nó sẽ là rhesus dương, còn D nhỏ là rhesus âm. Và cái tình huống mình bận tâm, thật ra cái tình huống mình bận tâm ở đây á, là cái tình huống này nè. Tình huống mà người mẹ có rhesus âm và ông bố thì có rhesus dương. Vậy thì ông bố rhesus dương nếu mà D lớn thì nó cũng là vấn đề luôn. Ở đây mình sẽ thấy là ví dụ như ông bố là D lớn D nhỏ, bà mẹ là D lớn, bà mẹ là D nhỏ thì sẽ sinh ra đứa con có tỷ lệ là 50% sẽ là
D lớn D nhỏ, 50% sẽ là D nhỏ, hoặc là tình huống ông bố là D lớn luôn á, thì sẽ sinh ra 100% là D lớn D nhỏ. Nghĩa là người mẹ có rhesus âm, ông bố có rhesus dương, thì cái xác suất là vẫn có thể sinh ra được những đứa con có rhesus dương. Lúc đó là sẽ xuất hiện cái bất tương hợp nhóm máu mẹ con. Ở đây mình thấy là lần thứ nhất nè, người mẹ có rhesus âm mà mang thai đứa con có rhesus dương nè. Thì vì một lý do nào đó không biết, máu mẹ tiếp xúc với máu con. Lúc này á, khi mà cái rhesus dương của đứa con á vào trong cơ thể người mẹ, thì cơ thể người mẹ sẽ nhận diện cái rhesus dương này là một một cái tác nhân lạ, và cơ thể người mẹ sẽ hoạt hóa miễn dịch và sản xuất các kháng thể để chống lại cái rhesus dương này. Trong lần thứ hai là khi cơ thể người mẹ này đã có kháng thể rồi, kháng thể chống lại cái rhesus dương rồi, mà mang thai đứa con rhesus dương nữa. Vậy thì lúc này là kháng nguyên kết hợp với kháng thể, lúc này nó sẽ gây ra hiện tượng tán huyết rất là nặng nề. Đó là cái hậu quả hay là cái hệ lụy mà mình cần quan tâm đối với những người phụ nữ mà có nhóm máu rhesus âm á. Này, vậy thì làm thế nào để mình ngăn chặn cái hiện trạng này? Thật ra thì trong cái video về về sản khoa, mình có một cái video bàn về cái rhesus âm. Lúc đó là sẽ có những cái chỉ định dự phòng. Thực tế về nguyên tắc dự phòng ở đây á, khi mà máu của đứa con tiếp xúc với cơ thể của người mẹ, cơ thể người mẹ cũng cần thời gian để sản xuất các kháng thể. Vậy thì chúng ta tác động làm sao để cơ thể người mẹ không cần hoạt hóa miễn dịch để sản xuất ra kháng thể mà vẫn có kháng thể để chống lại cái rhesus dương của đứa con. Vậy thì trong thời gian mà máu con tiếp xúc với máu mẹ, mình sẽ dự phòng bằng cách là mình tiêm kháng thể cho người mẹ. Khi mình tiêm kháng thể thì cái miễn dịch của người mẹ sẽ không phải chủ động sản xuất ra kháng thể, mà kháng thể tiêu diệt cái rhesus dương của con lúc này là kháng thể mình tiêm vào. Đó là nguyên tắc dự phòng trong mang thai ở những thai phụ có rhesus âm. Video này cũng khá là dài rồi cho nên mình sẽ dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.